Xin nồng nhiệt chào mừng quý vị đại biểu khách quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khách thập phương, toàn thể nhân dân đã có mặt trong chương trình Đêm Sao Lâu Văn Nghệ chào mừng lễ hội truyền thống Chùa Đồng Tử Tiên Dung Xuân Quý Mão năm 2023. Lần đầu tiên, cho phép chúng tôi xin những người làm chương trình văn nghệ xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi Đêm Sao Lưu Văn Nghệ lễ hội truyền thống Chùa Đồng Tử Tiên Dung Xuân Quý Mão năm 2023 thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, cứ mỗi độ xuân về, mùa xuân của đất trời và mùa xuân của lòng người hòa hợp, và cứ 3 năm một lần đến hẹn lại lên. Từ ngày 10 đến hết ngày 12 tháng 2 năm Quý Mão, toàn thể nhân dân hai xã Bình Minh và Mễ Sở lại hân hoan chào đón lễ hội truyền thống Chùa Đồng Tử Tiên Dung nhằm tôn vinh công đức to lớn Đức Hiếu Trung Nhân, Đức Thánh Chùa Đồng Tử và Nhị Vị Phu Nhân, tri ân đến các bậc khai quốc công thần, cầu mưa thuận gió hòa. Tổ chức Đêm Sao Lưu Văn Nghệ chào đón lễ hội truyền thống Chùa Đồng Tử Tiên Dung năm 2023. Tới dự Đêm Sao Lưu Văn Nghệ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của bà Vũ Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mễ Sở, bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mễ Sở. Và xin trân trọng giới thiệu về phía xã Bình Minh, xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Thuấn, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, ông Hoàng Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng các đồng chí đại diện lãnh ban lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hai xã đã có mặt đông đủ về dự. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các ông bà trưởng các ngành đoàn thể, trưởng phó các thôn đã về dự đông đủ. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt là sự cổ vũ của đông đảo toàn thể bà con nhân dân trong xã cùng sự biểu diễn của các diễn viên ca sĩ của các đoàn đến từ 9 làng hai xã. Đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mễ Sở lên phát biểu khai mạc Đêm Sao Lưu Văn Nghệ ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân và du khách thập phương, và cùng âm hưởng đất trời mùa xuân ấm áp trong tiết tháng 2 và không khí vui tươi của lễ hội truyền thống Chùa Đồng Tử Tiên Dung, được sự nhất trí của lãnh đạo hai xã Bình Minh và Mễ Sở, ban tổ chức lễ hội tổng Mễ tổ chức Đêm Giao Lưu Văn Nghệ chúc mừng lễ hội Chùa Đồng Tử Tiên Dung Xuân Quý Mão năm 2023. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức đêm hội xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách thập phương lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, phong trào văn nghệ quần chúng của hai xã Bình Minh và xã Mễ Sở luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, ban lãnh đạo các thôn, sự phối hợp của các ngành đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của toàn thể nhân dân cùng với lòng nhiệt tình, say mê, yêu văn nghệ, thành viên của các câu lạc bộ văn nghệ chín làng. Trong những năm qua, nhiều tiết mục văn nghệ quần chúng của 9 câu lạc bộ đã tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng của các cấp đã đạt được nhiều giải cao. Và rồi, đêm nay, đêm mai, những tiết mục văn nghệ đặc sắc đó được hội tụ về đây chào mừng lễ hội, những ca khúc cách mạng, những bài hát dân ca, điệu múa mang tính cây nhà lá vườn sẽ phản ánh những khát vọng tình yêu quê hương, cuộc sống, yêu hòa bình, ca ngợi Đảng, Bác, ca ngợi mùa xuân tươi đẹp của quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Chương trình văn nghệ đêm nay và đêm mai, từ tiết mục đầu tiên đến tiết mục cuối cùng, chắc chắn sẽ để lại trong lòng quý vị đại biểu, khách quý và khán giả, du khách thập phương những cảm xúc vui tươi, ấm áp, mang âm hưởng mùa xuân Quý Mão tràn đầy sức sống. Những lời ca, tiếng hát như hơi ấm mùa xuân mang đến tới quý vị khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, một thông điệp: hãy giữ gìn và phát huy những giá trị tinh hoa,
văn hóa dân tộc cho muôn đời sau. Và rồi, khi ra về, mỗi chúng ta còn đọng lại những tình cảm ấm áp của lễ hội Chử Đồng Tử Tiên Dung. Với ý nghĩa đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn cùng toàn thể nhân dân và quý khách thập phương về dự lễ hội mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các diễn viên thể hiện thật hay những tiết mục của mình trong đêm giao lưu văn nghệ thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ tổng mễ chào mừng lễ hội truyền thống Chử Đồng Tử Tiên Dung Xuân Quý Mão năm 2023 bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, rất trân trọng cảm ơn những lời phát biểu đêm khai mạc văn nghệ ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đội trưởng của 9 đội văn nghệ tham dự trong buổi tối văn nghệ ngày hôm nay sẽ bước lên sân khấu để nhận quà từ ban tổ chức. Một lần nữa đề nghị 9 đội trưởng của 9 thôn chúng ta hãy nhanh chân trở lên sân khấu. Đề nghị đội trưởng của 9 thôn chúng ta nhanh chân bước lên sân khấu. Tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, đồng trưởng ban đêm văn nghệ ngày hôm nay sẽ lên trao quà cho các đơn vị. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Trang pháo tay thật lớn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Xin mời các đồng chí. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, và ngay sau đây, không để quý vị phải chờ lâu, những tiết mục đặc sắc hấp dẫn nhất trong buổi tối ngày hôm nay được đến từ các đơn vị, các đội dân phú, các ca sĩ và nghệ sĩ. Và quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, mang trong mình dòng máu Lạc Hồng dựng nước và giữ nước từ ngàn đời và một lòng son sắc với Tổ quốc, với quê hương. Niềm tự hào đó, lòng yêu mến đó sẽ được minh họa qua vũ khúc Dòng Máu Lạc Hồng trình bày đội văn nghệ Nàng Nhàn Tháp. Quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục Dòng Máu Lạc Hồng.